Hello, em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bán Cứng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy chị về một cái dòng sản phẩm rửa mặt Simple dưỡng ẩm dành cho da khô và đặc biệt là dành cho da nhạy cảm nha. Đối với những cái chị mà da hay bị khô và những cái da mà nó dậy nhạy cảm á, thì nên dùng cái dòng sản phẩm Simple này. Đặc biệt là cái này chuyên dùng cho những người mà da khô hoặc là những cái da nhạy cảm thì sử dụng rất là hợp lý luôn nha. Đây là sữa rửa mặt Simple vẫn luôn được các đông đảo các cô nàng yêu ái bởi nó lành tính và dịu nhẹ cho da. Hôm nay em sẽ giới thiệu thêm cho các chị về một cái dòng sữa rửa mặt chất lượng đến từ thương hiệu mỹ phẩm Simple đình đám. Đặc biệt là dòng sản phẩm này có kết cấu dạng kem, có mùi hương thơm rất nhẹ và dịu và hoàn toàn không gây cảm giác khó chịu, cùng độ pH chuẩn là dưới 6 nên cực kỳ dịu nhẹ với làn da, hạn chế tối đa tình trạng khô da, căng da hay là rát da sau mỗi lần sử dụng. Thay vào đó bạn sẽ cảm nhận được một cái làn da mềm mại và ẩm mượt. Những bạn nào dị ứng với những cái mùi thơm hoặc là có thể là dùng những cái sản phẩm nó sẽ hay bị dị ứng thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo luôn. Không chỉ có công năng làm sạch da cực hiệu quả mà còn giúp là dưỡng ẩm cho da nè, cho bạn bề mặt da mềm mại và căng mướt tràn đầy sức sống. Sản phẩm khá an toàn và dịu nhẹ nên thích hợp cho loại da nhạy cảm và da mụn. Dùng sữa rửa mặt có khả năng tạo bọt vừa phải và các hạt bọt to chứ không sáng mịn như lúc khi mà mấy chị ép lên mặt thì nó cực kỳ ổn luôn và da làm sạch được sâu nhẹ nhàng và không bị khô da và căng da gây khó chịu. Về độ dịu nhẹ của sản phẩm này là làm hầu hết là phản hồi đều rất là cao, khá là cao tại vì cái dòng sản phẩm này rất là phù hợp với mọi loại da. Trường hợp da bạn đang bị mụn trong quá trình rửa mặt, nếu có lỡ làm vỡ nốt mụn thì cũng đừng lo lắng, sản phẩm không hề gây đau rát gì khi mà tiếp xúc với những cái nốt mụn. Trên bao bì sản phẩm có ghi khá là đủ về những cái thành phần nè, hầu hết chúng được thân thiện và dịu nhẹ cho da và được chiết xuất từ những cái dòng tinh dầu hoa cúc giúp giảm khô và tróc da, những cái vitamin B5 giúp phục hồi nhanh các thương tổn trong mụn và vitamin dưỡng ẩm cho da giúp da được mềm mại hơn rất là nhiều. Cũng như những cái sữa rửa mặt khác, Simple có công năng chính là làm sạch cho da. Vì sản phẩm được chế xuất dành riêng cho da nhạy cảm nên khả năng làm sạch của nó cũng rất nhẹ nhàng. Nếu không thường xuyên trang điểm và chỉ dùng kem chống nắng ban ngày thì tẩy trang sau khi tẩy trang thì dùng kem này thì quá ổn luôn nha. Về độ lành tính của Simple, đặc biệt là dòng sản phẩm này thì khỏi cần bàn luôn. Hãng Simple nhận định sản phẩm có thể dùng cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm nhất. Đặc biệt sản phẩm đảm bảo đúng tiêu chí xanh sạch, không hề chứa chất tạo màu hay hương liệu, không xà bông nên cực kỳ an toàn với làn da, đảm bảo không gây kích ứng, không gây mụn và không gây bít lỗ chân lông. Đặc biệt là dòng sản phẩm này á, chung quy lại đều có đánh giá rất là tốt và rất là nhẹ và cảm giác như là thư thái cho da mặt. Sản phẩm này được rất là nhiều chị em phụ nữ tin dùng và đặc biệt là làm sạch tốt nè, công dụng của nó là làm sạch tốt, dịu nhẹ cho da và không hề gây một kích ứng nào cho da hết. Dòng sữa rửa mặt này sử dụng rất là đơn giản, cũng như là tất cả các dòng sữa mặt khác là đều rửa mặt làm ướt da, sau đó dùng một lượng vừa đủ, mấy chị mở nắp và dùng một lượng vừa đủ nhẹ nhàng massage phần bọt tạo từ sữa rửa mặt từ dưới lên nè, đặc biệt là khắp khuôn mặt luôn nha, sẽ loại bỏ những cái bụi bẩn nè, phải nhờn và sau đó là rửa mặt lại với nước. Đối với những cái chị mà da nhạy cảm hoặc là khó sử dụng dòng sữa rửa mặt thì đây là một sự lựa chọn rất là ưng ý luôn. Và mỗi ngày thì mấy chị nên rửa mặt 2 lần để đảm bảo da của mình được sạch sẽ cũng như là sẽ lấy đi những bã nhờn rất là cần thiết cho da luôn. Đây là dòng sữa rửa mặt chính hãng, chị nào cần mua thì liên hệ cho em qua số hotline là 0355 838 057.